Trong bối cảnh tác động chung bởi đại dịch COVID-19, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay sau khi UBND tỉnh cho phép hoạt động du lịch mở cửa trở lại, thành phố Móng Cái đã nhanh chóng bắt tay triển khai các chương trình hoạt động du lịch hấp dẫn để chuẩn bị cơ sở vật chất nhằm thu hút du khách, cũng như là đảm bảo nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ nhiệm vụ kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa chống dịch hiệu quả, tập trung phát huy thế mạnh du lịch nội địa bằng nhiều chương trình kích cầu du lịch. Móng Cái sẽ tổ chức lễ công bố bằng di tích quốc gia về di tích đền Sa Tắc và tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Nhưng mà đây cũng sẽ là một sự kiện điểm nhấn để mà quảng bá cũng như là thu hút khách du lịch đến với Móng Cái. Một trong những điểm hạn chế lớn nhất của thành phố Móng Cái trước đây đó là không có những khu nghỉ dưỡng chất lượng cao. Nhưng trong mùa du lịch hè năm nay, du khách có thể tới nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Trà Cổ Long Beach tại bãi biển Trà Cổ. Hiện thành phố Móng Cái và nhà đầu tư đang rất cố gắng đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ cho nhu cầu của khách du lịch và người dân. Cái dự án này ra đời cũng gần như là đánh thức một cái thành phố đang ngủ và một cái tiềm năng lợi thế của dự án. Trong tương lai thì chúng tôi thấy là rất là tin tưởng. Và đặc biệt nữa là cái tuyến đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái thì sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021. Thì tôi nghĩ là chắc chắn đây là một cái điểm đến rất là hấp dẫn và những cái khu nghỉ dưỡng lý tưởng ở nơi địa đầu Móng Cái này cũng sẽ là thu hút các khách thập phương đến với thành phố Móng Cái trong tương lai. Cùng với việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thành phố Móng Cái cũng đã khuyến khích các doanh nghiệp du lịch đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành du lịch. Mặc dù vẫn chịu tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng hy vọng rằng du lịch Móng Cái năm 2021 sẽ khởi sắc, là điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện với du khách.